Chào bạn, hôm nay mình chia sẻ bạn chủ đề liên quan về tới việc dạy con cái một chút xíu. Cái đứa trẻ nó ra đời rất là quan trọng do nó được được chia sẻ, được dạy dỗ từ cái người bố và ba mẹ của chúng ta, là những người thầy đầu tiên, ông bà, thầy, cô, anh chị. Nó là người ta luôn nói mà, cứ nhìn đứa bé là biết bố mẹ nó như thế nào, hoặc là nhân viên là biết sếp nó như thế nào, nhìn học trò là biết thầy nó như thế nào. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Bởi vì cái những lời dạy của ba mẹ, lời dạy của ông bà đó, nó chính là cái tư duy đầu đời, đó là những cái tư suy nghĩ đầu đời của cái đứa bé đó. Các bạn hình dung chưa? Nên các bạn không biết cách đó, là các bạn làm cho cái tư duy của đứa bé đó nó bị ô nhiễm luôn. Nên các bạn cần phải tạo ra một cái môi trường trong lành cho đứa bé. Bây giờ mình ví dụ các bạn ha. Ví dụ là chúng ta hay có cái cách dạy á, là làm cho đứa trẻ trẻ nó không tự tin. Ví dụ chúng ta hay có những nói mày mà làm sao ra kinh doanh được, cái tướng mày là không có làm được, hoặc là mày đâu có khiếu nói ngoại ngữ đâu, mày không có làm được cái việc đâu, ba mẹ không có tin con làm được việc đó đâu. Thế bạn như là những cái câu nói đó là những cái câu nói mà nó làm cho cái người nghe đó nó bị giảm đi cái năng lực của họ, họ không tin vào chính chính họ. Và nếu bạn nói đi nói lại nhiều lần, các bạn có biết môn tự kỷ ám thị không, nói đi nói lại nhiều lần là nó ăn vào trong cái đầu luôn. Tại sao người Việt chúng ta đi ra làm công nhiều, và tại sao bây giờ bạn ra làm công nhiều? Bởi vì bố mẹ chúng ta dạy con này, con lớn lên học thật giỏi để kiếm công ty tốt tốt làm. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Cứ kiếm công ty tốt tốt làm, kiếm công ty tốt tốt làm, kiếm công ty tốt. Cái câu đó nói đi nói lại hoài, nó ăn vào vậy, nó ăn vào trong não của các bạn luôn. Và thế là nó như thế nào ? Nó làm cho bạn bị hạn chế luôn. Nó làm các bạn là nghĩ rằng là học ra là đi làm công thôi. Đó, nên là nó rất là đơn giản, chúng ta để tạo cho cái môi trường cài đặt tư duy mới, chúng ta đổi lại cái cách nói thôi. Đổi lại cái cách suy nghĩ, đổi lại cái cách nói thôi. Chúng ta thay vì nói tiêu cực thì chúng ta đổi những toàn bộ cái câu đó là nó tích cực. Các bạn nhận ra điều này chưa? Mẹ tin con là con nói ngoại ngữ rất là tốt, và trường hợp mà bé nó nói không được, nó càng nhà thì nói ồ không sao đâu, con mới làm lần đầu được, con làm lần đầu tiên như vậy là nó tốt rồi. Các bạn biết không, con gái mình hiện tại 4 tuổi thôi mà bé đánh đàn cực kỳ hay, bé đánh những cái bài mà rất là dài, bé bé đánh hay lắm, và bé rất là quyết tâm, con bé nó rất là quyết tâm. Nhưng mà những lúc nó đánh có những nốt đàn nó khó quá, và đứng lên nó nói nó khó quá, thì mình và vợ mình luôn động viên là con đánh như vậy là giỏi lắm rồi, con còn nhỏ mà, con đánh như vậy là con giỏi lắm rồi, con thực hành thêm lần hai lần ba nữa là con làm được thôi, con làm quá tốt rồi đó, cái này người lớn mới làm được á. Cứ mình cứ nói nó như vậy, mình cứ động viên bé như vậy á, mà rất là vui. Hiện tại bé nói tiếng Anh giỏi, bé vẽ giỏi, và bé đánh đàn giỏi luôn, bé mới 4 tuổi rưỡi thôi các bạn ơi, bé rất là tự tin. Bởi vì ba mẹ chúng ta truyền cho nó những cái kinh nghiệm, các bạn hình dung ra. Mà cái này cũng quy luật trong cuộc sống thôi. Ví dụ như bạn có một cái con cá, bạn nuôi nó trong cái môi trường nước mà cái nước đó sạch trong lành, các bạn thấy nó lớn là nó rất là đẹp, mà cái môi trường nước đó nó như thế nào ? Nó ô nhiễm, thì chắc chắn cái con cá này nó rất là khác biệt rồi. Nó không có lớn, nó không có phát triển như kia. Không khí cũng vậy, cái cây mà nó lớn trong một cái môi trường không khí ánh nắng rồi mọi thứ trong lành thì cái cây nó sẽ khác. Cái cây mà lớn trong cái môi trường mà nó không ô nhiễm thì cái cây nó sẽ khác liền. Nên là mình muốn nói với các bạn rằng là cái tầm nhìn của các bạn, bạn hãy đổi cái tư duy. Thay vì cái cách nói tiêu cực thì chúng ta chuyển toàn bộ nó sang cái nói tích cực, dạy cho con cháu của mình và kể các bạn cũng tích cực luôn. Và thông qua đây mà nói là bố mẹ cần xét cho con một cái tầm nhìn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Hồi kia, và các bạn cũng cần xét cho bạn một cái tầm nhìn lớn. Các bạn thấy hồi kia ở quê, đặc biệt là ở quê, ba mẹ chúng ta hay nói cái gì? Tao nuôi cho mày ăn học hết lớp 9 là được rồi. Là y chang rằng cái đứa đó nó học hết lớp 9, ba mẹ không cho nó đi học, nó có học nữa ba mẹ không cho nó đi học rồi. Hoặc là có cha mẹ đó, tao nuôi mày ăn học hết cấp 3 là được rồi, học nhiều để làm gì? Là lập tức nó cùng lắm nó lớn hết cấp 3 thôi. Nhưng mà các bạn thấy có những ba mẹ gia đình rất là khó khăn, ba mẹ nó là bố, ba mẹ cố gắng nuôi cho con ăn học đó hết đại học, y chang rằng những cái nhà đó rất là khó khăn, đứa con nó vẫn cứ tốt nghiệp đại học được. Các bạn có phát hiện ra điều này chưa? Còn những đứa nó chỉ lớp 9 nó dừng, lớp 12 nó dừng, thậm chí gia đình nó còn khá giả hơn những đứa kia nhiều, mà nó vẫn như thế nào ? Nó vẫn không học được, tại bố mẹ tới đó là hết tầm nhìn rồi. Nhưng mà phần lớn là ba mẹ của chúng ta nó như thế nào ?
À, chúng ta chỉ có tầm nhìn cho hết đại học thôi, rồi sau đó đứa con nó ra trường rồi nó mới làm gì ba mẹ cũng không biết nữa. Ba mẹ hết tầm nhìn rồi, lúc đó ba mẹ cứ hỏi rằng là à lúc này công việc được không con làm lương cao không con, cứ vậy thôi. Phải chứ, mà ba mẹ chúng ta có cái tầm nhìn đó là tao phải giúp mày, tao phải lo cho mày, tao phải hỗ trợ cho mày để mày sở hữu một cái công ty rất là thành công. Thì các bạn tao à, nó khác biệt đi à, định hình các bạn ngay từ nhỏ vậy, nó khác biệt đi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Cách đây mấy ngày mình có chia sẻ một bài trên Facebook và có một bạn kia vào comment và nói là Bambi của thầy nó rất là tuyệt vời, mình nói là bé rất là tuyệt vời và mình đang định hình cho bé một cái tư duy để sau này bé trở thành cái công dân toàn cầu. Bạn mà nói ô cái điều này lần đầu tiên em mới nghe vậy, thì bạn nói mình là gì? Mình kêu là bạn chuẩn bị cho bé học ngoại ngữ bây giờ. Con gái mình thôi, mới 4 tuổi rưỡi mà bé đã giận ngoại ngữ rồi. Và lúc mới sinh ra đời mới có 3 tuổi thôi mà làm cho bé cái bát bò riêng rồi, không có làm chung với ba mẹ, bé một cái bát bò riêng và bé đã đi Singapore rồi, đóng dấu vào trong bát bò rồi. Vài ngày nữa là bé đi Anh với mình, bé đã được visa đi Anh luôn rồi, đóng dấu vào các bạn là trở thành công dân toàn cầu. Điều đó nó không có nghĩa, nhưng mà bé nó được cái tư duy. Cái này mấy ngày thì bé nó mình hỏi là ít bữa đi London rồi, thì sau khi London về có muốn đi đâu nữa, nó chỉ vào bản đồ liền, nó nói là con muốn đi Úc. Mình nói đi Úc thì sang năm nữa bạn gì nhá, bạn dẫn đi rồi con muốn đi đâu nữa, nó nói con muốn đi Italia. Các bạn thấy không, tức là nó nhìn cái bản đồ thế giới này, nó chỉ và nó nói từng cái ý như rành rọt chứ. Mình nhớ hồi kia mình cũng đã lớn tuổi rồi, 20 tuổi, 18 tuổi rồi mà chưa biết Sài Gòn nó là cái gì á. Rồi lần đầu tiên vào Sài Gòn đi thi đại học rồi mới biết thế ở trong nước chúng cha mà chúng ta còn lan nghe lóng ngóng, thì huống chi là ra khu vực và thế giới. Nhưng mà sang thế hệ con cháu là chúng ta sẽ khác rồi, chúng ta sẽ định hình nó ở một cái phạm vi nó rộng lớn hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái chủ đề này vừa rồi mình muốn nói với các bạn là xét cho chúng ta một cái tầm nhìn, đặc biệt là những ai làm ba mẹ và chuẩn bị làm ba ba mẹ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, nhớ xem những đoạn video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.